Bất ổn tại Ai Cập có dấu hiệu gia tăng khi chính phủ lâm thời nước này phát đi tín hiệu cho thấy có thể mạnh tay hơn đối với những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. Truyền thông Ai Cập đưa tin, chính phủ lâm thời nước này đã sẵn sàng tuyên bố các nỗ lực trung gian của nước ngoài nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay đã thất bại. Chính phủ có thể sẽ coi các cuộc biểu tình của tổ chức Anh em Hồi giáo là không hòa bình. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy chính phủ lâm thời Ai Cập sẽ áp dụng các biện pháp mạnh tay nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi. Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi hai đặc phái viên của Mỹ là các nghị sĩ Lindsey Graham và John McCain kêu gọi quân đội Ai Cập thả các tù nhân chính trị và bắt đầu một cuộc đối thoại dân tộc. Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour đã gọi phát biểu của nghị sĩ Mỹ là sự can thiệp không thể chấp nhận vào chính sách đối nội của Ai Cập. Chính phủ Ai Cập cáo buộc sức ép từ bên ngoài đã vượt quá các chuẩn mực quốc tế và khẳng định người dân Ai Cập quyết tâm bảo vệ cuộc cách mạng ngày 30 tháng 6 vừa qua. Trong khi đó, phe Hồi giáo ủng hộ ông Morsi cho biết sẽ không lùi bước trước những tuyên bố cứng rắn của chính quyền khi tiếp tục kêu gọi biểu tình nhằm đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này. Ai Cập rơi vào tình trạng hỗn loạn và chìm trong các cuộc biểu tình bạo lực kể từ ngày 3 tháng 7, thời điểm Tổng thống Mohamed Morsi, vị Tổng thống dân cử đầu tiên của Ai Cập bị lật đổ. Hiện nay, ông Morsi vẫn bị giam giữ tại một địa điểm bí mật và hàng nghìn người ủng hộ ông vẫn dựng lều bạt biểu tình ở thủ đô Cairo. Thủ đô Moscow của Nga đang đề xuất áp dụng biện pháp mới nhằm siết chặt quy định nhập cư. Theo đó, những người nước ngoài đã vi phạm luật pháp Nga sẽ bị cấm nhập cảnh vào nước này. Quy định được đưa ra trong bối cảnh Moscow vừa tiến hành chiến dịch an ninh quy mô lớn, truy quét những người nhập cư trái phép. Chính quyền thành phố Moscow đã thỏa thuận với cơ quan di trú Liên bang Nga về việc nếu người nhập cư hai lần vi phạm nghiêm trọng luật pháp Nga thì sẽ bị trục xuất hoặc cấm quay lại Nga. Giới chức trách địa phương cho biết, chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm nay, có tới 140.000 người nhập cư bị cấm nhập cảnh vào Nga do vi phạm nghiêm trọng luật di trú và đã có trên 4.500 quyết định trục xuất lao động nhập cư bất hợp pháp được đưa ra tòa án trong năm 2012. Hồi cuối tháng 7, cảnh sát Moscow trong một chiến dịch an ninh lớn đã bắt giữ hơn 1.000 người nhập cư bất hợp pháp. Hơn 600.000 người đã được đưa tới khu lán trại tạm thời ở phía đông thủ đô. Những người không có giấy tờ hợp lệ thì cơ quan di trú Liên bang Nga sẽ phối hợp với tòa án trục xuất về nước. Ngày 7 tháng 8, chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ cùng tham gia vào kế hoạch ngăn chặn chất phóng xạ rò rỉ ngấm vào mạch nước ngầm và lan ra biển tại nhà máy hạt nhân Fukushima của công ty điện lực Tokyo. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết việc rò rỉ chất phóng xạ ngấm vào mạch nước ngầm và lan ra biển là vấn đề hết sức nghiêm trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đã đề nghị Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cùng với các bộ ngành liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Tokyo giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Tổng giá trị của dự án ngăn chặn chất phóng xạ rò rỉ thấm vào mạch nước ngầm ước tính khoảng 40 tỷ yên, tương đương 410 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ngày 5 tháng 8, nhóm công tác đặc biệt thuộc Cơ quan Quản lý Hạt nhân của Nhật Bản cho biết nước nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có vẻ đã dâng cao vượt qua lớp tường chắn, đồng thời cảnh báo đơn vị quản lý nhà máy này đã không đưa ra những biện pháp xử lý cần thiết. Trong khi đó, Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy, chỉ có biện pháp tạm thời để ngăn chặn mối nguy hiểm ngày một gia tăng. Hiện chưa có báo cáo về mức độ nguy hiểm mà nguồn nước ô nhiễm bị rò rỉ ra ngoài này có thể gây ra. Nhà chức trách Trung Quốc vừa ra quyết định xử phạt 6 hãng sữa nước ngoài với tổng giá trị tiền phạt lên tới 110 triệu đô la Mỹ. Các hãng này bị cáo buộc đã có những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, lũng đoạn thị trường và làm giá đẩy giá sữa lên cao để thu lợi, đặc biệt là đối với các sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, 6 doanh nghiệp bị xử phạt lần này gồm một loạt tên tuổi trong ngành sữa thế giới là Mead Johnson của Mỹ, Danone của Pháp, Fonterra của New Zealand, Abbott của Mỹ, Freiland Capina của Hà Lan, Biostime của Hồng Kông. Đáng chú ý, hãng sữa Mead Johnson phải chịu mức phạt cao nhất lên tới hơn 200 triệu nhân dân tệ, tương đương 33 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, các hãng Nestlé của Thụy Sĩ, Meiji của Nhật Bản và một doanh nghiệp của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã thoát được án phạt do đã hợp tác với cơ quan điều tra và cung cấp những thông tin quan trọng, đồng thời chủ động áp dụng những biện pháp điều chỉnh, khắc phục kịp thời. Ngay sau khi nhà chức trách Trung Quốc công bố danh sách các doanh nghiệp bị xử phạt lần này, một số công ty như Mead Johnson, Danone và Nestlé đã giảm giá bán tới 20% đối với các sản phẩm sữa bột tại thị trường Trung Quốc.
Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã mở một cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh của các hãng sữa hiện đang hoạt động tại thị trường nước này, đặc biệt đối với giá bán các sản phẩm sữa bột trẻ em của các hãng nước ngoài, vốn được bán với giá đắt hơn gấp đôi so với sản phẩm cùng loại của các công ty trong nước. Hiện các thương hiệu sữa nước ngoài đang chiếm trên 50% thị phần sữa Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai thế giới và được dự báo sẽ tăng trưởng tới 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Tiếp tục một thông tin kinh tế tại Mỹ, ngân hàng lớn thứ hai của nước này là Bank of America, gọi tắt là BOA, đã bị chính phủ khởi kiện vì tội lừa đảo các nhà đầu tư. Năm 2008, trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, BOA đã bán trái phiếu đảm bảo bằng tài sản thế chấp trị giá hơn 850 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này đã không cung cấp thông tin trung thực về các tài sản thế chấp, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Trong đơn kiện gửi lên Tòa án Liên bang ở Charlotte, bang North Carolina, Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ Bank of America đã đánh lừa các nhà đầu tư về các nguy cơ của các tài sản thế chấp bảo đảm cho các khoản vay, cũng như không cung cấp các thông tin quan trọng về các tài sản thế chấp này. Theo đơn kiện, Bank of America chỉ cung cấp thông tin này cho một nhóm nhỏ các nhà đầu tư. Báo chí Mỹ cho biết các nhà đầu tư mua số trái phiếu này của Bank of America đã thua lỗ hơn 100 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày, Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ cũng đệ đơn kiện Bank of America, cáo buộc ngân hàng này đã có những hành động coi thường hậu quả và lừa đảo gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, Bank of America tuyên bố sẽ kháng cáo và sẽ đưa ra các bằng chứng cho thấy những khoản thế chấp của ngân hàng đều trong tình trạng tốt và các nhà đầu tư đều có thể tiếp cận với các cơ sở dữ liệu cơ bản về các khoản vay. Theo ngân hàng này, việc thị trường nhà đất sụp đổ khiến các khoản vay có thế chấp bị vỡ nợ với tốc độ không thể dự đoán được và các trái phiếu đó bị mất giá trị không phải là trách nhiệm của ngân hàng. Đây là hai đơn kiện mới nhất đối với Bank of America. Trước đó năm 2012, ngân hàng lớn thứ hai của Mỹ đã buộc phải trả hơn 45 tỷ đô la Mỹ để giải quyết các tranh cãi pháp lý liên quan đến vụ vỡ bong bóng nhà đất và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.